truy nã đặc biệt toàn quốc Trần Đăng Khoa. Chiều mùng 2 tháng 5, Công an thành phố Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Trần Đăng Khoa, sinh năm 1989, ngụ Sóc Trăng, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Khoa tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, Khoa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đề nghị người dân khi phát hiện Khoa hoặc biết thông tin về bị can, báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan công an gần nhất. Nhà chức trách cũng đề nghị gia đình vận động, thuyết phục Khoa nhận thức được hành vi của mình, nhanh chóng đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh theo điện thoại 02763 821 828 N M CND.